Trung tá y sĩ Nguyễn Quang Ánh đã mang trong mình căn bệnh HIV sau một tai nạn xảy ra vào năm 2001. Tính chất là bất ngờ, mình không có sự chuẩn bị. Lúc đó phạm nhân Phú vào cấp cứu thì phạm nhân bất mãn, phạm nhân đã rạch tay của mình, gọi là hủy hoại thân thể, dùng máu tạt vào mình. Đồng chí Ánh đã phơi nhiễm ngay thời điểm đấy. Sau đó là đồng chí Ánh phải đối diện với nỗi buồn và cái sự mất mát quá lớn. Năm 2004, vợ bác sĩ Ánh đã chọn cách tự giải thoát sau khi sinh đứa con đầu lòng và biết mình nhiễm HIV. Có lẽ là đến giờ phút này mình nghĩ cái ngày đó là ngày đau đớn nhất của gia đình nhà mình. Sau cái đêm đó còn nghĩ ra rất là nhiều lần muốn giải thoát. Số phận con người nó là như vậy, mình đã chọn cái nghề này rồi thì nó sẽ có rủi ro. Vừa đến với mình thì mình phải đón nhận nó. Đội y tế trại giam Thủ Đức hiện tại có 27 y bác sĩ, phụ trách 7 phân trại và 3 khu lao động dạy nghề. Nhân lực cùng trang thiết bị đều thiếu thốn, phạm nhân lại đa dạng về độ tuổi và tính chất phạm tội. Chính vì đặc thù công việc như vậy, đòi hỏi các y bác sĩ trong trại giam phải vững nghiệp vụ để nắm bắt tâm lý của phạm nhân. Có thể người ta không có bệnh, người ta giả bệnh. Hoặc là người ta có bệnh nhưng mà do người ta hạn chế, người ta không muốn chia sẻ. Thông báo, đã đến giờ khám bệnh, đề nghị các anh phạm nhân xếp hàng đôi lên bệnh xá để khám bệnh. Chúng tôi là một người lính khoác trên mình hai màu áo. Đối với chúng tôi, họ là phạm nhân nhưng cũng là một là bệnh nhân. Coi họ đau đớn như mình đau đớn thôi. Nếu như mà mình không nắm bắt tâm lý của phạm nhân kịp thời thì có thể có những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thì vào đây thì không có gia đình kề bên thì mình sẽ dùng trái tim, nhiệt huyết, tình cảm của mình để mình thắp sáng cho họ, giống như là có một cái niềm tin vào ngày mai. Những cái nắm tay động viên, sự chân thành trong ánh mắt, lời nói của các y bác sĩ đã tiếp thêm sức mạnh giúp các phạm nhân vượt qua bệnh tật, cố gắng sống khỏe để cải tạo, học tập. Cho dù có bệnh như thế nào, nặng hay nhẹ, cũng ráng cố gắng suy nghĩ tích cực, bởi vì bên cạnh mình cũng còn có bác sĩ quan tâm chăm sóc. Coi mình như là người thân chứ không phải là coi mình như là người tục. Mình vẫn cố gắng nhiều hơn để sớm được hưởng hoa hồng của nhà nước Việt Nam. Sau khi ra tù có cơ hội thì muốn làm cái gì đó cho xã hội.